Xin chào anh em, mới đây vào ngày 12 tháng 6 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn SAIC Moto Việt Nam SMV đã tổ chức buổi ra mắt thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, SMV chính là công ty con trực thuộc tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải SAIC Moto của Trung Quốc. Theo công bố của SMV, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, công ty này sẽ là đại diện chính thức điều hành và phân phối độc quyền ô tô mang thương hiệu MG tại Việt Nam, thay cho Tangjiao Moto. Trong sự kiện ra mắt thị trường Việt Nam, ông Trần Nam Thắng, giám đốc kinh doanh và marketing của SMV, đã hé lộ hãng sẽ tiếp tục đưa ra thêm nhiều dòng ô tô MG khác về Việt Nam với khoảng giá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, trong đó có cả mẫu xe với tầm giá chỉ 300 triệu đồng. Hiện đại diện SMV chưa công bố danh tính của mẫu xe MG giá rẻ kể trên. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe này chính là MG Comet EV, ô tô điện cỡ nhỏ đã ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 4 năm nay. Trong thời gian tới, thị trường Việt Nam sẽ đón nhận 3 mẫu ô tô điện cỡ nhỏ thuộc phân khúc Mini Car, đó là Wuling Hồng Quang Mini EV, VinFast VF3 và Zidu A01. Do đó, rất có thể MG cũng muốn tham gia vào phân khúc còn khá mới mẻ này ở Việt Nam. MG Comet EV trên thực tế chính là phiên bản đổi tên của mẫu ô tô điện Wuling EV hiện đang được bán tại thị trường Trung Quốc và Indonesia. Ngoài tên gọi và logo, MG Comet EV không có gì khác biệt so với Wuling EV. Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ này có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 2974x1505x1640mm và chiều dài cơ sở 2010mm. Mẫu ô tô điện mang thương hiệu MG sở hữu thiết kế ngoại thất theo phong cách Kei Car của Nhật Bản với chiều cao nổi bật, sẽ được trang bị giải đèn LED nằm vắt ngang đầu xe có tên Extended Horizon. Giải đèn này nối với nẹp mạ chrome kéo dài đến ốp gương chiếu hậu. Ngay phía dưới là cổng sạc với nắp tích hợp logo có thể phát sáng của thương hiệu MG. Ngoài ra, MG Comet EV còn có cụm đèn pha nằm dọc với hai bóng nằm trong hốc màu đen bóng. Trong khi đó, trên cản trước của xe xuất hiện hốc gió trung tâm hình chữ nhật và hai đèn báo rẽ. Khác với VinFast VF3, MG Comet EV chỉ có hai cửa bên sườn và một cửa cốp phía sau. Vành la răng của mẫu ô tô Trung Quốc này có đường kính chỉ 12 inch. Thêm vào đó là thiết kế cửa sổ bất đối xứng với cửa sổ sau đặt dọc lạ mắt. Ở phía sau, MG Comet EV cũng có giải đèn nằm vắt ngang Extended Horizon, tương tự khu vực đầu xe. Bên dưới giải đèn này là logo của hãng MG và tem chữ nổi Comet. Ở hai góc đuôi xe là cụm đèn hậu với thiết kế hai tầng giống hệt đèn pha. Với kích thước nhỏ, MG Comet EV chỉ được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi. Tuy là xe giá rẻ nhưng mẫu ô tô điện này vẫn có những trang bị như bản đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cả hai cùng có kích thước 10,25 inch. Hàng ghế trước của xe có tính năng gập một chạm, trong khi hàng ghế sau gập 50-50. Ở giữa hai ghế trước là núm xoay chuyển số và phanh tay chỉnh cơ. Chưa hết, MG Comet EV còn có tính năng kết nối Android Auto, Apple CarPlay không dây, điều hòa chỉnh tay, chìa khóa thông minh, vô lăng tích hợp phím chức năng và hơn 55 tính năng kết nối. Tại thị trường Ấn Độ, MG Comet EV được trang bị motor điện mạnh 42 mã lực và 110 Nm, hộp số tự động 1 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Pin của xe có dung lượng 17,3 kWh với tiêu chuẩn chống nước và chống bụi IP67. Nhờ đó, mẫu ô tô điện giá rẻ này có thể di chuyển quãng đường 230 km sau khi sạc theo chu trình thử nghiệm ARAI tại Ấn Độ. Xe đi kèm bộ sạc 3,3 kW nên mất 7 tiếng đồng hồ để có thể sạc đầy pin. Không có gì bất ngờ khi trang bị an toàn của mẫu xe này khá cơ bản với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, cảm biến lùi và hai túi khí trước. Tại thị trường Ấn Độ, MG Comet EV có giá khởi điểm chỉ từ 798.000 rupee, khoảng 227 triệu đồng. Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu xe điện cỡ nhỏ MG Comet EV có thể sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Bạn đánh giá về mẫu xe này như thế nào? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ video và nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!